chào cô ạ. Cô đang có một sự nghiệp rất là thành công, một gia đình hạnh phúc và đặc biệt là một người chồng yêu thương mình hết mực. Đấy thì nhiều người nói rằng đây chính là cái thời điểm chín mùi nhất với người phụ nữ như mình ạ. Thì không biết là cô nghĩ sao về những lời nói này ạ? Tôi nghĩ là bạn nói như vậy đúng đấy. Bởi vì bây giờ tôi đang có một gia đình rất hạnh phúc. Mặc dù chúng tôi là lần thứ hai, nhưng 24 năm sống bên cạnh nhau, chồng tôi là một người chồng thương yêu vợ con và quan tâm chăm sóc hết mình. Nhưng mà tôi nghĩ là trời có lẽ cũng không cho ai hết tất cả mọi thứ may mắn suôn sẻ đó. Tôi nói điều này nó không phải là về gia đình, không phải là về hạnh phúc đâu, mà tôi nói là cái sự không may đấy là với sức khỏe. Cách đây 2 năm tôi bị mắc một căn bệnh mà bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy, nói chung là vẫn thấy kinh khủng. Tôi bị mắc căn bệnh suy giãn tĩnh mạch mãn tính. Mà khi mắc căn bệnh này rồi thì tôi thấy là tự dưng cuộc sống tôi nó bị đảo lộn. Tính cách tôi nó tôi có thể nổi nóng bất cứ lúc nào. Và nói chung là nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Cô bị mắc bệnh ư? Hình như là giới truyền thông và báo chí chưa bao giờ đưa tin về chuyện này ạ. Có phải là cô đã giấu kín đi không ạ? Thì như mọi người cũng đã biết đấy, tôi thì luôn luôn vào vai những người phụ nữ nông thôn, những nhân vật mà cũng có số phận nó đau khổ. Chính vì vậy cho nên tôi cũng không muốn để cho mọi người biết rằng là mình bị mắc bệnh. Bởi vì là tôi sợ mọi người sẽ đánh giá rằng là cô ấy PR cho cái phim của cô ấy, thì nói chung là tôi cũng không thích như vậy. Cái bệnh suy giãn tĩnh mạch này ạ, nó bắt đầu từ những cơn chuột rút nửa đêm. Khi đang ngủ mà bị chuột rút đau lắm, có những hôm mà phát khóc lên được ấy. Thế rồi là khi đi quay phim, đi trên đường xa độ vài trăm km ấy, thì ngồi ở trên xe là chân tôi bắt đầu nó phồng, sưng phồng, các cái tĩnh mạch nó sưng phồng lên. Khi xuống xe là không xuống được ngay, phải bóp chân một lúc thì mới có thể di chuyển được. Chính vì thế cho nên là tôi thấy sức khỏe tôi nó bị giảm sút. Và có những lúc đang quay phim, ví dụ quay những cái cảnh mà vui vẻ, hạnh phúc ấy, mà tự dưng cái cơn đau nó kéo đến, thì ôi lúc đó tự dưng mặt tôi nó tái dại đi, xong mà chỉ muốn phát khóc lên được ấy. Mà trong cái đó mình lại phải diễn những cảnh phải cười nói vui vẻ. Và tôi thấy tất cả những cái cản trở của cái căn bệnh đó ấy, nó làm cho tôi ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc của tôi. Lắm lúc nghĩ cũng buồn lắm. Tôi cũng sợ rằng là đồng nghiệp của tôi rồi đạo diễn ấy, họ cũng sẽ suy nghĩ rằng có lẽ là tôi không nhiệt tình với công việc. Chính vì thế cho nên tôi cũng cảm thấy là rất là bi quan. Tôi nghĩ rằng chẳng nhẽ chỉ vì căn bệnh này mà tôi lại phải xa rời công việc, lại không được đi làm cái nghề mình yêu thích nữa. Cái đợt mà tôi quay phim Sống Chung Với Mẹ Chồng ấy, thì có cái đoạn mà bà Điều bị mất cháu ấy, thì tôi phải vừa khóc vừa chạy trong cơn mưa đi tìm cháu. Thì thực ra khán giả nhìn thấy ở trên phim thì có một phút là bà Điều khóc chạy đi tìm cháu thôi, nhưng thực tế ở trong khi quay ấy, thì tôi quay phải đến gần một tiếng đồng hồ. Và tôi vừa chạy tôi vừa khóc như vậy thì quả thực là tôi khóc là tôi bị đau chân thực sự. Bởi vì là các bạn không biết ấy, cái suy giãn tĩnh mạch đấy khi mà mình chạy nhiều ấy, mình đi nhiều ấy, thì bắt đầu nó nặng chân lên. Thế nên là các cái tĩnh mạch ấy, nó nổi to lên, nó sưng phồng lên thì nó làm cái chân mình nó nặng, như là kiểu đeo đá ở chân ấy. Khi mình chạy ấy, thì cứ như là ngàn mũi kim châm nó ở dưới chân mình ấy. Thì tôi vừa chạy tôi vừa khóc, khóc thật sự. Là vì bởi vì lúc đấy nó đau quá. Cũng một phần là diễn, nhưng mà cái chính là đau. Nói chung là cái bệnh suy giãn tĩnh mạch này nó cũng ảnh hưởng đến thẩm mỹ rất nhiều. Ví dụ như là tôi không, cái thời gian mà tôi bị bệnh đó là tôi không dám mặc váy ngắn đi ra đường đâu. Bởi vì những cái tĩnh mạch nó nổi to, gân to xanh như thế này, xong rồi nó lại xen lẫn những cái mảng da nám sạm ấy. Và còn một điều rất quan trọng nữa, đó là tôi đi giày luôn phải rộng hơn một số. Vì cứ đến buổi chiều ấy là chân tôi nó to lên. Thì nếu mà đi giày đúng số thì không bao giờ nhét vừa chân cả. Chính vì vậy cho nên là
tôi cũng có đi bác sĩ để tham vấn về cái bệnh của mình. Bác sĩ cũng cho tôi thuốc vừa uống vừa xoa bên ngoài, nhưng tôi cảm thấy là nó cũng không có tác dụng nhiều. Thời gian đó có lúc tôi đã rất là bế tắc trong cuộc sống, mà tôi nghĩ là chả nhẽ mình lại cứ phải sống mãi trong cái tình trạng mà sống chung với căn bệnh như thế này hay sao. Tôi là người ham mê đọc sách, chính vì vậy tôi đã tham khảo rất nhiều ở trong trang mạng xã hội, rồi trên sách báo, tất cả các cái sản phẩm thảo dược để chữa căn bệnh suy giãn tĩnh mạch. Rồi cuối cùng tôi cũng thấy không ăn thua gì cả. Thế rồi trời nó xui khiến thế nào, duyên định nó thế nào ấy, tôi lại tìm được cái sản phẩm Boniven của Canada này. Thì tôi thấy cái sản phẩm Boniven này nó rất là nổi tiếng, và trong đó nó có các cái thành phần hoàn toàn là thảo dược. Ví dụ như là hạt rẻ ngựa này, hạt nho này, rutin này. Nhưng mà bạn biết không, tôi vốn là người rất là kỹ tính, chính vì thế cho nên không phải ai giới thiệu tôi cũng có thể dùng ngay được đâu. Tôi phải tìm hiểu thật rõ xuất xứ, nguồn gốc của sản phẩm thì sau đó mới mua dùng. Và sau đó tôi thấy là khi quyết định mua cái này, tôi thấy đó là một lựa chọn sáng suốt của tôi. Tôi dùng 6 viên Boniven một ngày. Sau 2 tuần thì các triệu chứng nặng nề chân ý, nó cũng giảm bớt. Còn các cái triệu chứng kia thì tôi thấy là nó cũng đồng loạt giảm mạnh. Và sau 2 tháng dùng thì tôi thấy là chân tôi đã đi lại rất là nhẹ nhàng rồi. Tôi có thể đi bộ 20-30 phút cũng không hề hấn gì. Cái chính ý, là các triệu chứng là ví dụ như là tê bì chân này, rồi nặng chân này, rồi đau nhức này, rồi chuột rút là của tôi là hoàn toàn giảm hết. Rất là hay. Còn một điều quan trọng nữa bạn có biết không? Phụ nữ mình khi ngồi thường bắt chéo chân cho nó duyên dáng. Nhưng cái hồi tôi bị bệnh, tôi phải từ bỏ thói quen đó và tôi rất là buồn. Nhưng mà từ sau khi tôi uống Boniven này thì tôi đã có thể bắt chéo chân một cách thoải mái. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Vâng, lúc ban đầu thì cháu thấy là cô có chia sẻ rằng là trước đây bị bệnh thì đến mặc váy cô cũng không dám. Nhưng mà cháu thấy là trong sự kiện ra mắt phim vừa rồi á, thì cô có mặc một chiếc váy đến đầu gối rất là đẹp, tôn lên được cái vóc dáng mặn mà của phụ nữ ở tuổi ngũ tuần như của mình ấy ạ. Thì có phải là bây giờ là bệnh đã được đẩy lui cho nên là cô mới có sự tự tin như thế đúng không ạ? Đúng thế. Uống Boniven hàng ngày nó sẽ làm co nhỏ các cái tĩnh mạch bị giãn, làm máu lưu thông, và chân tôi những cái tĩnh mạch bị giãn ấy nó dần dần mờ đi. Nhưng mà không phải 1-2 ngày đâu nhé, phải mất vài tháng trời thì các cái tĩnh mạch bị giãn này nó mới mờ dần hẳn đi. Nhưng tôi thấy cũng đúng, cái gì dùng mà khỏi ngay ấy, nhất là thảo dược, nếu mà mình uống mà khỏi bệnh ngay thì có lẽ là phải đặt dấu chấm hỏi. Bạn xem nhé, như chân tôi đây này, trước kia chỗ này là một cái tĩnh mạch nổi rất là to, nó xanh lè ra, và bên cạnh đây là cái vết nám, nó rất là mất thẩm mỹ. Nhưng bây giờ bạn nhìn vào xem, chân tôi đã hoàn toàn trắng trở lại rồi và rất là tự tin diện váy ngắn đi ra phố. Đến nỗi mà chồng tôi trêu tôi như này, bây giờ anh không lo em về bệnh nữa thì anh lại lo khi em đi ra ngoài lại có vấn đề gì. Bây giờ tuy bệnh đã đỡ nhưng tôi vẫn duy trì 2 viên Boniven một ngày để phòng ngừa bệnh quay trở lại. Biết tính tôi hay quên, cho nên là cứ mỗi lần tôi đi công tác hoặc là đi quay phim, bao giờ chồng tôi cũng nhét thuốc vào vali với số thuốc mà anh tính đã đủ để không bị thiếu. Và cứ mỗi lần đến giờ uống thuốc sợ tôi quên thì anh lại nhắn tin tinh tinh là đến giờ uống thuốc. Đúng là nếu không có chồng tôi và Boniven thì sẽ không có được một diễn viên Minh Phương như ngày nay đâu. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ.